Nước gì đấy? Mướp đắng. Nghe bảo là mướp đắng giảm mỡ tốt phết đấy. Tôi đun sẵn rồi anh uống đi. Từ bây giờ uống thay nước lọc luôn nhá. Cảm ơn. Mẹ. Mẹ ai cơ? Mẹ của mướp đắng. Cho cả cân vào đây ra đắng đi. Đúng không? Mấy cái lát thôi mà. Sao cô lại ăn đồ của tôi? Thì tôi không nỡ để anh ăn kiêng mình. Ăn cùng cho có đồng đội làm gì. Hơi. Ừ, nhìn đi. Tôi thấy tôi cũng béo lắm rồi đấy. Cũng phải giảm cân thôi. Người thì như cái que lại còn giảm cân. Ăn nhiều vào cho nó có sức. Tự nhiên đi giảm. Giờ hơi như vừa. Mầm ơi, con xem ai đến thăm con này. À đấy ạ. À. Đây là bà nội của con đấy. Bà nội ấy ạ? À? Có phải bà nội ngày xưa bố mẹ kể với con là bà nội bị lạc đúng không ạ? À? Sao bà tự tìm được đường? Hay ai giúp bà đấy ạ? À? Bà xin lỗi, bây giờ bà mới đến thăm con được. Bà hết lạc đường rồi thì bà phải vui chứ ạ? À? Mày cứ tự nhiên như ruồi thế. Chủ ở đây người ta đuổi việc tao đấy. Ra chỗ khác chơi đi. Anh làm sao ấy? Em đang tập làm người tử tế như anh bảo ăn gì. Người tử tế sáng giờ đói thối mồm mà. Không có ai nữa đuổi người tử tế cả. Mà em chả biết em có trụ qua ngày hôm nay không. Bơ ở người tử tế này. Mày! Mày kia! Bác sĩ ơi, cứu con em ơi, bác sĩ ơi. Bác sĩ ơi, bác sĩ đưa con em đi đâu nè? Bác sĩ ơi, bác sĩ đưa con em đi đâu nè? Tôi mời anh chị ra ngoài ạ. Bác sĩ ơi, bác sĩ cứu con em ơi. Thế con nó bị làm sao đấy hả em? Anh không biết, em đang nói chuyện với con xong rồi nó co giật rồi nó sốt luôn. Thế bác sĩ đưa đi luôn. Nó có làm sao để em làm sao được. Mà ai? Mầm ơi, bà mẹ xin con đừng có chuyện gì không đi, mẹ chết luôn con này. Con này. Anh ơi. Anh chị ơi, bệnh của cái mầm nó trở nặng rồi. Anh qua đây được không ạ?